Sáng ngày 26 tháng 10 năm 2024, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh làm trưởng đoàn đã đến dân hương tại di tích lịch sử căn cứ Trung ương cục miền Nam. Tại nhà truyền thống văn phòng Trung ương cục miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đoàn đã dân tràn hoa tươi thắm cùng những nén hương thơm đồng thời dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ các vị lãnh đạo tiền bối cán bộ chiến sĩ văn phòng trung ương cục miền nam đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc tiếp đó đoàn được giới thiệu và tham quan các di tích như nhà thường trực hội trường nhà bảo vệ hệ thống giao thông hào thăm nơi ở và làm việc của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của đảng trong kháng chiến di tích lịch sử căn cứ trung ương cục miền nam không chỉ có giá trị đặc biệt đối với công tác giáo dục truyền thống mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước